Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Trời mưa quá trời quá đất nên vô chỗ xe bán hàng của chú Tư núp tạm. Gì mà vẫn có khách nè. Ai chà chà, khách này có vẻ hơi hung dữ nè. Cầm cung các thứ hả? Ừ được. Cho ném mồi luôn. Láo tét hả? Cho ném mồi luôn. Không cho ăn đồ ăn đâu, cho ăn pháo. Nhờn. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ có một chút công việc liên quan đến khu vực này ha. Ở đây thì mình đã dọn ra cho nó thật là trống để mình dễ dàng làm việc hơn. Và mình cũng xây trước cái khung rồi. Bây giờ mình sẽ bay lên trên không cho các bạn xem ha. Đây là cái khung cho một công trình tiếp theo mà mình dự định sẽ xây. Là một cái gọi là lâu đài mini ha. Theo mình gọi là lâu đài mini đi. Tại vì nó không có bự hẳn giống như một cái lâu đài thông thường á. Nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Và mục đích của nó là mình sẽ dời những cái đèn hiệu giống như vậy vào bên trong cái lâu đài cho nó đẹp hơn á. Chứ đèn hiệu mà mình để ở phía bên ngoài lộ thiên như vậy thì nhìn nó cứ sao sao á. Nên mình muốn cho nó vô một cái lâu đài luôn. Và cái này thì mình cần phải có nguyên vật liệu. Đó chính là những cái cục bê tông. Mà hiện tại thì trên người mình đã hết trơn bê tông rồi. Thành thử ra bây giờ chúng ta sẽ đi tới một cái bãi biển để mình lấy thật là nhiều cát ha. Rồi giờ thì bắt đầu công cuộc đào bới thôi. Ghiết kìa, không biết chỗ này nó còn đủ cát cho mình dùng hay không nữa nè. Trước mắt là cứ đào trước đi ha. Sau khi lấy được một ít cát rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ chuyển sang mình đi lấy sỏi đi ha. Sỏi thì không biết dùng nào vậy ta. Đằng trước thì mình nhớ là có cái ngọn núi mà nó toàn sỏi không à. Chắc bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi tìm cái chỗ đó lại ha. Để có nguồn sỏi nó nhiều hơn. Chứ bây giờ mình đi đào sỏi ở dưới biển thì nó hơi khó. Đây rồi. Ngọn núi mà mình nói đây rồi. Đây là chỗ có rất là nhiều sỏi luôn á. Tha hồ cho mình lấy mang về luôn á. Con này láo. Con nhện này láo. Ui. Nó chưa biết sức mạnh mới của mình hay sao tơi. Cho nó ném mùi lợi hại liền. Còn con nào muốn lại đây ăn thử pháo của mình không? Pháo nóng hổi vừa thổi vừa ôm đây. Đây, con xương này nhìn là có vẻ muốn ăn nè. Nhìn là có vẻ muốn ăn nè. Banh xác đi. Đừng có nhờn. Giờ mình có vũ khí mạnh rồi nên mình xiên đi cà khịa lắm. Ui. Oh. Ở đây có con nhện nó có hiệu ứng sức mạnh nè. Nhện này cắn đau lắm á. Chết rồi. Nhưng mà mạnh sao bằng mình được. Rồi giờ chắc mình sẽ đi về để mình chuẩn bị cho công cuộc làm ra khối bê tông thôi. Mình sẽ làm màu trắng trước ha. Để mình xây trước cái tường cho cái lâu đài đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ thay thế hết cái phần netherrack này thành những cái bê tông ha. Thay cho phần khung trước đi. Sau khi ốp hết bằng những cái bê tông này thì bây giờ mình sẽ kéo cho cái phần góc này nó lên cỡ bao nhiêu ta. Mình muốn xây cho nó cao cao lên để nhìn từ xa nó vẫn thấy được ha. Chắc lên tầm 10, 11 ô gì đó đi. Có vẻ là 11 ô thì nó còn hơi lùng. Nhìn nó cứ tù tù sao á. Chứ nó không được cân đối ấy. Chắc mình phải xây nó lên tầm thêm 7 ô nữa đi. Đúng không ta? 11 cộng 7, 10, 18, 18 thì nó bị cao quá. Hay là lên 15 ta, lên thêm mấy ô nữa thôi. Lên tầm tới tầm này là đẹp nè. Ok, sửa lại liền. Sau khi đã xây xong cái phần trụ ha, bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm thêm cái phần tường đi. Tại vì nối giữa các cái trụ này á, sẽ là một cái bức tường thành ha. Và nó sẽ xây cao hơn cái cánh cổng một tí để mình đi qua đi lại trên cánh cổng vẫn được bình thường. Và chiều rộng ở bên trong này chắc sẽ cỡ đường đi 3 ô. Ồ vậy là nó vừa khít ngay đây luôn á ta. Ui mình tính sao xây hồi nó vừa khít luôn nè. Ok. Như vậy thì mình sẽ xây cho cái đường đi ở bên trong của cái tường thành là cỡ 3 ô ha. Như vậy thì đủ rộng để mình có thể di chuyển nè. Và muốn trang trí thì nó cũng dễ nữa. Càng rộng thì càng dễ trang trí. Đây thì có thể đào ra để làm đường đi các thứ ha. Sau khi xây xong cái bức tường thì bây giờ cùng nhìn lại cái nào.
coi nó có cân đối chưa. Đấy, đấy, đấy. Khác bọt liền, khác bọt liền. Đã ra dáng một cái tường thành rồi ha. Cái lâu đài mini rồi đó. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa cụ thể lắm. Nên bây giờ mình sẽ hoàn thiện nốt mấy cái chỗ xung quanh luôn đi. Bây giờ thì đã khác biệt rồi đó. Và mình cảm giác là mình cần phải làm liền cái phần bên này thôi. Các bạn nghĩ sao về việc mình sẽ ốp những cái trụ thạch anh vô những cái góc này? Mình nghĩ nếu mình thay thế mấy cái góc này bằng những cái trụ thạch anh thì nó sẽ đẹp hơn á. Hoặc là mình sẽ đạp bỏ cái khúc này luôn đi. Ồ, có vẻ khi mà mình đạp bỏ chỗ này ra thì nhìn cái lâu đài nó lại đẹp hơn nè. Như vậy là hợp lý đó. Úi, ô, chỗ này mình xây sai rồi. Rồi luôn. Xây lâu đài chưa được trong 80 phút mà lú rồi. Cái này phải lùi vô trong chứ mình xây ngồi nó bằng luôn rồi. Trời đất ơi, bố tay chống cơm mình luôn. Hàng gì thấy chỗ này nó cứ sai sai. Thiệt tình á. Sửa một hồi hết hình vuông thành hình tròn luôn rồi. Mình sửa mấy cái trụ lại thành hình tròn luôn ha. Nhìn có vẻ nó giống lâu đài hơn rồi đó. Ủa, đúng rồi, giống pháo đài hơn rồi đó. À, bây giờ thì chắc mình sẽ tập trung xây cái phần mái á. Và phần mái thì chắc mình phải sử dụng một cái khối bê tông màu khác thôi. Bây giờ mình có hai màu mà mình nghĩ là nó sẽ đẹp. Thứ nhất là màu xanh nước biển. Thứ hai là màu xanh lá cây. Hai màu này thì chắc mình coi. Khó vậy ta. Màu xanh nước biển đi nha. Tại vì các phần mái ở xung quanh mình á, chưa có cái mái nhà nào mà màu xanh nước biển hết. Nên nếu bây giờ mình dùng cái mái màu xanh nước biển thì sẽ làm nổi bật cho cái khu vực lâu đài của mình. Bây giờ là lúc mà mình cần sử dụng đến những cái lưu ly rồi ha. Đây, chế tạo tiếp. Rồi, mình sẽ làm ra những cái bê tông xanh nước biển ha. Để làm phần mái cho cái lâu đài của mình. Mình nghĩ đây sẽ làm một trong những cái màu rất là đẹp cho cái mái đây. Ê, ơ kìa. Mấy cái con này láo thiệt. Lâu đài người ta chưa khánh thành mà vô rồi. À, con này ly. Ủa, nó chết hả? Nữa cơ. Quá trời, mấy con này nó láo tét rồi. Ủa, nó biến mất luôn rồi. Ok. Đây, tình nó chưa khánh thành gì trơn mà nó vô nó giành trước mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ ốp ở phía bên ngoài này trước ha. Cái mái này thì mình sẽ dùng luôn cái khối bê tông. Đây là lần đầu mình xây mái kiểu vậy á, nên không biết nó sẽ ra làm sao đây. Có vẻ ổn. Ê, xây cái phần mái cho cái chỗ này như vậy là ổn rồi nè. Mình sẽ áp dụng cách này cho mấy cái còn lại luôn ha. A few moments later. Đây, ghi kiết xong đi ngủ đi. Chứ không thôi một hồi trên đây nó spawn ra quái nữa là chết nữa nè. Quá trời quá đất rồi. Kìa. Nó gình sẵn mình luôn rồi. U là trời. Nữa kìa. Cái gì chịu nổi không? Cái con quái bây giờ nó... Tại vì trên này nếu mà mình cắm đuốc thì nhìn nó xấu lắm. Nên mình không muốn cắm đuốc. Mà không cắm đuốc thì bị mấy con quái nó gình. Cay thiệt sự. Thôi, bye đi ngủ ha. Và sơ qua thì mình đã xong cái phần mái cho cái lâu đài mini của mình rồi. Đó, ok nè. Cái này pháo đài chứ nhờ. Ồ, lúc đầu mình gọi lâu đài thì nó hơi sai. Cái này gọi là pháo đài mới đúng. Tại vì nó có tường thành ha. Đó, nhìn sang xịn mịn liền. Khác bọt liền. Thôi đi ngủ đi. Ngồi bóc phét hoài. Và phần sàn của cái lâu đài của mình á, thì nó chưa được thay thế bằng những cái vật phẩm khác á. Bằng những cái block khác nên nhìn nó còn khá là xấu ha. Chắc bây giờ mình sẽ thay thế phần sàn ở phía dưới đi. Vật liệu mình làm chắc mình sẽ sử dụng... Khoan. Hổm đài ở bên cái chỗ thủy cung á, mình farm khá là nhiều những cái con Guardian luôn. Hay là bây giờ mình sẽ sử dụng những cái block của bên thủy cung á, mình làm phần sàn coi nó có đẹp hay không á. Mình nghĩ nó sẽ rất là phù hợp đó. À, mỗi lần xuống đây là nó lắc à, chịu không nổi luôn á.
Mình coi coi ngoài ra mình còn làm được cái loại block nào khác không ta? Cái này là cái gạch. Dùng cái nào vậy ta? Cái nào nhìn nó sang hơn ta? Cái này chắc sang hơn nè. Cái gạch chắc nó sẽ sang hơn á. Nên chắc mình sẽ làm cái loại gạch này đi. Thôi, giờ thì mình sẽ lắp mấy cái đèn này vô ha. Cứ cách ba ô ra mình sẽ gắn một cái. Đuôi nữa. Cây dữ nhờ. Nó cây. Mới xây à. Thấy tình luôn á. Ripper ơi, xin luôn ấy. Quậy phá không à. Các bạn thấy Ripper nó có quậy không? Thiệt tình luôn. Nổ banh của người ta hết trơn. Rồi, sửa xong rồi. Hên là nổ cũng không có to quá ha. Ông là tới công chuyện đó nữa. Xong, như vậy thì mình đã xong cái khâu ốp sàn luôn rồi. Giờ thì tới khâu chuẩn bị những cái thứ quan trọng nhất cho cái lâu đài này. Ý tưởng mình xây lên cái lâu đài này là mình sẽ làm giống như là bốn cái tòa tháp này sẽ là bốn cái nơi để cho bốn cái đèn hiệu nó chỉ lên trời ha. Và chính giữa sẽ là một cái đèn hiệu xịn nhất cũng sẽ chỉ lên trời. Tổng cộng là khu vực này sẽ có 5 cái đèn hiệu đó. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ mới có 2 cái đèn hiệu thôi. Một cái thì mình để trong ba lô, còn một cái mình để bên chỗ farm bí ngô dưa hấu rồi. Hơi khó à nha. Ủa cái gì đây, cái gì đây? Cúp. Ôi nó tìm tới nhà mình luôn. Lâu đài mình ngồi thất thủ rồi. Ủa mà con tên hả? Ôi hên quá anh quá, con tên làm quýu vậy ta. Ủa? Ủa sao ngộ quá, cúp nhân làng mà điên làm con tên à? Ê, cẩn thận. Ôi no. Ok. Cái gì vậy? Rồi luôn. Thất thủ rồi, zombie nó đập cửa nó vô nó. Ôi xong rồi. Chết không. Nguyên cái chỗ trao đổi của mình thành zombie dân làng hết rồi. Nấu thuốc. Bây giờ mình phải nấu thuốc lẹ để cứu mấy bác dân làng thôi. U là trời. Mệt mỏi thiệt sự á. Ui dạ. Lẹ, nước sôi. Come in. Ui da. Trời ơi, bệnh nhân gì đâu mà nhiều dữ không biết nữa. Bởi vì mình thấy nó có cái điềm gì rồi. Rồi chữa từ từ biết sao giờ. Ngay rồi nè. Tiếp tục. Mình chọi vô chân giữa sẽ tiết kiệm được thuốc hơn á. Hai luôn nè. À cái này có dính luôn hả? Dính thì cho ăn táo luôn. Tiếp tục. Chọi vô đây. Hai bác này. Không biết còn đủ táo không ta? 1, 2, 3. À đủ. Bác Linh 1. Mấy bác hại tôi không à. Đang làm việc mà phải quay qua chữa bệnh á. Mệt mỏi. Vừa đủ luôn á. Hên quá. Vừa đủ táo luôn. Hồi đó bị bệnh sao cái mắc kẹt vô cái miếng nữa chứ. Bó tay chấm cơm thiệt. Ý là mình đặt cái giường đây để ngăn chặn mấy con nào mà nó gình gình nó chui vô rồi đó. Sao mà đỡ được. Cái này mình nghi là zombie baby nó chui vô chứ không ai đó. Như vậy là mình phải thay đổi thiết kế rồi. Mình sẽ làm cửa sắt luôn ha. Cho nó kiên cố hẳn. Chứ cửa gỗ có vẻ là không ổn rồi. Hồi đó trang bị cửa sắt luôn. Hơi bị xịn. Còn cái gì để làm nút đồ các thứ không ta? Ở trong thì mình sẽ dùng tấm áp lực đi ha. Còn ở ngoài thì mình sẽ kiếm cái nút gắn vô để mình đi ra đi vào cho nó tiện. Rồi như vậy là không có chuyện mà mấy bác dân làng sẽ biến thành zombie lần hai đâu. Ui dạ. À mà không được, gắn gì cũng không được. Gắn gì đi. Đó, có vẻ hợp lý hơn rồi đó. Đây rồi. Ngồi đợi mấy bác này uống mấy ca nước luôn rồi đó. Ồ bây giờ tự nhiên lại hơi nhờ. Ê
Tự nhiên bây giờ mình lại có thể trao đổi rẻ hơn nè. Rồi luôn. Kế hoạch của mình sắp thành công rồi. Mình đang âm mưu làm một cái đèn hiệu full bằng ngọc lục bảo, thay cho sắt ha. Mà tự nhiên bây giờ mấy bác này vừa khỏi bệnh mà giảm giá cho mình nữa. Coi này, trao đổi rất là rẻ luôn. Một biến, một dưa hấu là được một ngọc lục bảo rồi. Mình đâu cả đống dưa hấu á. Tới công chuyện nữa cơ, bác sửa chữa thì bây giờ bán có 5 ngọc lục bảo cho một quyển à. Trời ơi, nó rẻ nha. Một sắt thành một ngọc lục bảo luôn nè. U là trời. Mình sắp, mình vào trước nha. Ui, nó đã. Cái này đây, tiếp tục, tiếp tục. Cứ một sắt là đổi được một ngọc lục bảo rồi. Quá là đã. Còn bác nào nữa không? Bác này thì đổi nông sản một xíu thì mình sẽ lấy mình đổi sao ha. Cái này thì đổi một vàng thành một ngọc lục bảo nè. Đổi luôn. Quá xá dữ, quá xá dữ. Sao mấy bác này có một vài bác thì rất là lâu lành bệnh nha. Bác này là đổi giấy đúng không? Đây đây, bác này đổi que. Ó, gần gần hết bệnh rồi nè. Chỉ còn có mấy bác ta? Ba bác thôi, ba bác bên đây là ba bác cuối cùng ha. Tạm thời thì để đó đi. Giờ thì chắc mình đi ngủ. Đang ngồi chỉnh sửa lại cái chỗ lâu đài mà thấy có điềm rồi. Hên là mình phát hiện kịp, không thì mấy bác đó sau một khoảng thời gian mình không chữa bệnh là sẽ biến mất luôn. Tại vì zombie mà, nên có thể biến mất bất kỳ lúc nào ha, rất là nguy hiểm. Rồi, và chỗ này sau khi chỉnh sửa thì mình sẽ đặt cái đèn hiệu nó ở phía tít dưới này ha. Oh no, nãy mình đổi sắt bị hụt hết miếng rồi mà không sao. Dễ vậy, mình đã ra sắt mà sao mà hết sắt được. Xong, giờ thì gắn cái đèn hiệu này lên ha. Vậy là mình đã được một chỗ rồi. Đấy, kích hoạt lên rồi. Yeah. Giờ thì lấy hiệu ứng tèn tèn đi ha. Mình sẽ lấy trước hiệu ứng tốc độ đi. Mình khá là thích tốc độ luôn. Xong, một chỗ. Bây giờ mình sẽ ra ngoài và ngắm thử coi. Đi. Nhìn từ xa thì cái lâu đài của mình nó sẽ trông như vậy ha. Giờ thì mình cần phải làm thêm một cái đèn hiệu nữa. Nhưng mà không phải bằng sắt đâu, mà là bằng ngọc lục bảo. Tại vì những cái bác dân làng trong đó đã giảm giá cho mình rất là mạnh rồi. Nên bây giờ mình chỉ cần lấy đồ qua bên đó và trao đổi thôi. Hy vọng là mình sẽ nhanh chóng gom đủ số ngọc lục bảo để có thể làm được cái đèn hiệu ha. 2000 years later. Nói chung thì AFK để cho mấy bác này reset lại thì cũng mất khá là nhiều thời gian ha. Nhưng mà được cái mỗi lần đổi như vậy thì mình sẽ được rất là nhiều ngọc lục bảo luôn. Bác này reset lại chưa? Chưa, mấy bác dưa hấu vẫn chưa nữa nè. Mình chủ yếu là đổi giấy dưa hấu dưới sắt ha. Mình gom hết giấy trong cái máy farm qua đây luôn rồi mà. Nay bác này đổi nhiều thế. Thiệt luôn. Mỗi bữa đổi tí xíu là hết nè. Bữa nay đổi mình hết giấy luôn mà. Mà vẫn chưa có hết nữa nè. Rồi mấy bác này hết rồi. Gán lên đợt cuối này cỡ 2 stack khối á, thì mới đổ lận. Hồi nãy giờ mình gom chắc cũng được bộn rồi đó. Cái gì chứ lông gà mình không có thiếu đâu. Đổi thêm chiếc này nữa đi. Đâu rồi lông gà, lông gà. Đây. Lâu rồi mới đổi với bác này nè. Mua sạch lông gà của tôi đi bác ơi. Tôi nhiều lông lắm. Rồi xong phim rồi. À, cà kiếm, cà kiếm. Rồi giờ thì hốt bạc nào. Một stack. Chưa đủ 2 stack thôi. Đủ không ta? Ui, chiếc này dư rồi. Vào to, vào to. Ui, mà công nhận zombie. Nhờ zombie nó vô nó cắn mấy bác nhân làng này nên mình mới cứu và giảm giá được thành công á. Chứ không thôi không biết khi nào mình mới gom và đổi được số ngọc lục bảo này luôn. Đúng là trong cái rủi nó cũng có cái hên ha. Được, thật sự. Mấy cái sắt này mình sẽ nén lại bớt đi, cho nó đỡ tốn diện tích ha. Rồi mấy cái nào không cần đổi nữa thì mình sẽ vứt vô trong lại. Rồi giờ thì thực hiện cái đèn hiệu tiếp theo nào. Và mình sẽ cho nó ở phía bên này đi, cho nó so le một xíu ha. So le nhìn cho nó đẹp. Ui sao mưa gì mà cái sấm sét nữa vậy. Ghê ta. Mưa được rồi mà. Ủa sao méo xẹo vậy. À đây đây đây, bị thiếu bị thiếu.
Hàn gì xây xong thấy nó méo méo nè. Xây thiếu của người ta bảo sao. Rồi xong cái đèn hiệu bằng ngọc lục bảo rồi ha. Ôi nhưng mà giờ chưa có cái đèn hiệu quên mất. Ủa mà bây giờ đang mưa mà có sấm sét luôn hả ta? Tức là đang bão á. Mình phóng đinh ba hình như là nó sẽ ra sấm sét hay sao ấy. Ủa? Ủa sao kỳ nhờ? Sao đinh ba mình phóng nó không có ra sấm sét nhờ? Ê! Sao mà đó được? Ui ra rồi nhưng mà... Ui nhưng mà tốt nhất là nên tiêu diệt con Reaper điện nha. Hồi nãy con Reaper thường nó nổ là hơi nhẹ đúng không? Chứ gặp con Reaper điện á, nó nổ một phát là cái lâu đài của mình tan tành luôn á, không có giỡn đâu. Cực kỳ nguy hiểm đối với những con Reaper điện á. Ui và các bạn cũng thấy rồi đấy, cây đinh ba mà sử dụng trong cái thời tiết mưa bão này á, rất là mạnh ha. Cực kỳ lợi hại luôn. Rồi và mình sẽ dời cái đèn hiệu này qua bên cái chỗ lâu đài để trang trí tiếp á. Khi nào dùng thì mình hẳn mượn đem qua đây sao. Giờ số lượng đèn hiệu có hạn á, nên mỗi lần dùng là phải dời qua dời lại vậy đó. Rồi và mình sẽ đáp xuống đây, gắn cái đèn hiệu vào luôn. Gắn vô. Đó, vậy là xong hai cái rồi. Ôi mình còn dư một vài ngọc lục bảo nè. Mình sẽ nhét vô đây luôn ha, chơi lớn luôn. Và mình sẽ lấy cái hiệu ứng ngoài chạy nhanh thì mình sẽ lấy nhảy cao đi. Và muốn cho cái chỗ này đẹp hơn thì mình có thể thay đổi màu cho nó ha. Để bây giờ mình vô mình làm những cái màu tương ứng đi. Cái này là màu xanh lá cây nè, còn cái bên đó là màu trắng ha. Ủa sao nó không thay đổi gì chứ ta? Ngộ à? Hay là tại cái đó mặc định là màu trắng luôn rồi? Thử với cái bên này coi. Dạ. Ủa nhảy cao 2 mà nhảy không lên được 2 block à? Đó bên này thì thay đổi nè. À như vậy thì mặc định nó màu trắng rồi, mình không cần thay đổi. Đó các bạn thấy chưa? Cái lâu đài của mình nó đã có một chút thay đổi rồi kìa. Cái này mà có được đầy đủ 5 cái đèn hiệu là đẹp lắm á. Chắc giờ mình phải gán. Ờ mà thôi, giờ thì thay vì mình làm mấy chuyện lặt vặt thì mình sẽ cố gắng trang trí cho bên ngoài cái lâu đài nó đẹp nhất đi ha. Tại vì bây giờ mình mới xây xong cái khung mà nó chưa hoàn chỉnh 100% đâu. Bây giờ mình cần phải trang trí cho nó một vài cái cửa sổ nè. Rồi ở phía bức tường thành thì cũng phải thay đổi để nhìn cho nó đỡ đơn sơ hơn ha. Ổn chưa nhờ? Tạm rồi ha. Giờ trang trí thêm một ít cái cây ở mặt tiền, rồi thêm hai cái giá cho đồ. Mô phỏng hai lính canh cho cái lâu đài. Mà nhìn cái đèn hiệu còn bị thiếu thiếu, mới có hai cái nhìn không được đẹp lắm nhờ. Thôi thì lỡ rồi, hôm nay đầu tư thì đầu tư cho tới luôn ha. Mình sẽ trở lại địa ngục và gán farm thêm coi hai cái đèn hiệu, tức là cần 6 cái đầu xương đen nữa. Mình sẽ gán farm cỡ 6 cái đầu xương đen nữa rồi chúng ta sẽ trở về và làm. Con này lắm. Đi ra đi, đừng. Trời ơi. Muốn đi qua địa ngục thôi mà cũng bị cà khịa nữa. Rồi sau đó mình sẽ trở về để làm cái đèn hiệu ha. Ui đồng thế. Đồng rồi, có thêm cái đầu không nào? Farm nãy giờ cũng hơi khó ha. Có vẻ hôm nay không hên trong việc farm rồi. Lần nào cũng vậy đó. Kiểu như mình càng muốn đi farm thì mình sẽ càng khó rơi ra cái đầu xương đen ấy. Ui, cái đầu tiên. Quá đã. Cũng được. Hơi lâu xíu nhưng mà có là được rồi ha. Còn 5 cái nữa. Mà sao không nghe nó căng thẳng ấy nha. 5 cái. Cái thứ hai. Được quá nhờ. Hai cái rồi. Đây rồi. Lượm. Cái thứ ba. Con đó nó định phóng quả để nó thủ tiêu cái đầu xương đen của mình hay sao á. Nhưng mà đâu có được. Dễ gì mà cho. Ui còn 3 cái nữa thôi, cố lên. Đây rồi. Nãy giờ mình sử dụng combo mới.
Mình phóng Đinh Ba 2 hit xong rồi mới chặt á. Ai về ra luôn à. Mệt xỉu thiệt luôn á. Lâu lắm mới có cái thứ năm ấy. Ráng đi còn một cái nữa thôi. Chúng ta đã gần xong cái hành trình đi tìm đầu xương đen rồi. Một cái cuối cùng. Ui trời ơi, nó gì còn lọt xuống hồ nhung nham nữa. Mệt thiệt chứ. Còn một cái thôi đó. Gán chắc chiêu từng con xương đen mới được. Đây rồi. Chúng ta đã làm được. Con gác này nãy giờ nhịn ngươi lắm rồi. Nhịn ngươi lắm rồi. Phóng lên ba ngươi luôn à. Nhịn đủ rồi. Làm được rồi. À không trời nữa, không trời nữa. Giờ gặp xương đen sợ lắm rồi. Mình sẽ lấy thêm các linh hồn rồi chúng ta sẽ về nhà xơi những cái con boss leader ha. Mình có 6 cái nên chắc đánh được 2 con á. Hôm nay thì mình sẽ chơi lớn ha. Mình cần 2 con boss leader luôn. Nên thành thử ra bây giờ mình cần phải kiểu như là lấy theo táo vàng cường hóa mới được nha. Mặc là full giáp. Rồi. Chiến thôi, chiến thôi. Bữa nay sao mình chiến dữ ta. Định quốc 2 con boss leader lượt đó. Không biết là có toàn mạng đi lên hay không nè. Mình không có sử dụng thêm thuốc sức mạnh hay gì hết nha. Quýnh không vậy đó, ăn táo quýnh thôi. Hy vọng là quýnh lại ha. Hơi căng, hơi căng. Ôi. Cái quần đùi vậy. Ủa cái lỗ này. À nhớ rồi, cái lỗ hôm bữa đi đào kim cương. U là trời. Chút xíu nữa là gãy chân rồi. Đi rồi, tới công chuyện nữa. Giờ thì mình sẽ đặt những cái đầu xương đen lên trên ha. Đây, đây. Chưa tính đường chạy đã, mình sẽ chạy vô góc nào núp vậy ta. Mình chạy xuống góc này mình núp ha, để mình ăn táo. Ok, xong, kế hoạch đã có. Rồi, chuẩn bị. Cắn trái táo nha. Rồi. Xong phim. Một con. Bắn cũng rất là hốn con boss đấy chứ. Đó. Đấy mình dùng nỏ mình bắn luôn. Cho ngươi biết sức mạnh mới của ta. Mình dùng nỏ mình bắn nó trước. Cho nổ tan xác nó luôn. Ui nhưng mà có vẻ nó hồi phục rất là nhanh á. Không được rồi, phải chiến thôi. Một với hai vô. Nhào vô. Thích thì chịu. Vô. Mình sẽ đè đầu mình quýnh một con trước. Quýnh từng con là không ổn. Quýnh kiểu này là phải khô máu luôn. Nhào vô. Một con lìa đời. Ui lượm cái sao trước. Ui cái sao rồi. À đây cái sao. Từ từ anh bạn à. Anh bạn này nóng tính vậy. Anh bạn này cũng sẽ hy sinh thôi mà. Vô, nhào vô. Như nào, đâu nào, làm sao. Mình mặc cái giáp này như bất tử ấy. Rồi. Anh bạn ngẫm của tỏi ơi. Tưởng thế nào. Thì ra anh bạn cũng mạnh phết. Hên là mình ăn táo vàng nên mình có hiệu ứng kháng cự á. Mình trâu là một phần là mình mặc full giáp netherite. Thứ hai là mình có ăn trái táo vàng nên được hiệu ứng kháng cự rất là dữ ha. Chứ không kéo rồi pha đó nãy mình tử trận không chừng á. Hay giờ làm xương hai cái đèn hiệu mà có nhiêu đâu. Ui giời ơi. Và hai cái cuối cùng thì mình sẽ làm bằng vàng cũng như là kim cương ha. Nhưng mà số lượng vàng và kim cương của mình thì nó chưa có đủ nhiều á. Nên mình chỉ làm được có một tầng à. Ủa mình gì nó lâu lắm vậy đi nhá. Ê Enderman đâu rồi. Rồi đâu rồi, chú đâu rồi. Các bạn thấy Enderman vô duyên không? Cái sàn lâu đài người ta đúng sạch luôn, tự nhiên đem cục đất này làm dơ cái lâu đài người ta. Kỳ cục mà. Đó bởi vì mình không thích Enderman ở điểm đó đó. Chay chét tùm lum mà. Rồi, gắn cái đèn hiệu vô đây. Đó, xong thêm một cái. Bây giờ mình có nên chơi hàng pha ke không ta? Mình chắc mình dùng hàng pha ke đi.
Nhìn cũng rất chi và này nọ đấy chứ. Nhìn như thật. Giả mà làm như thật ấy. Sao mà đoán được. Cái này chỉ là hình thức đấy à. Đó, gắn dưới đây nữa. Trời ơi, nhìn phát là biết dân chơi liền. Ôi nhưng mà để mai mốt mình gắn kiếm thêm, mình lắp vô chỗ này đấy, không thôi lộ á. Bí mật bị lộ mất. À, rồi, và cái cuối cùng mình sẽ gắn ở bên này ha, bằng vàng. Ủa? À, bằng vàng bên này lận. Rồi, xem phim. Giờ thì nhìn từ xa coi. Bây giờ thì chắc chưa hoàn chỉnh đâu, tại vì nó còn bị trùng màu á. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm hai loại màu thủy tinh nữa, một cái là màu vàng, một cái là màu xanh nước biển, tương ứng với vàng và kim cương ha. Đây, gắn vô, màu vàng. Gắn vô phát là nhìn đẹp liền. Bên đây là màu xanh lá cây, xanh nước biển ha. Rồi, gắn vô trong này. Đó, cái này ban đêm là nhìn như cái hội chợ luôn á. quên hồi nãy mình còn một ít cái viên kim cương chưa có nén lại nè. Bây giờ mình sẽ nén rồi để ốp vào luôn ha. Được có mấy khối thôi, nên cũng gán ốp vào. Đấy, được phân nửa của cái đèn hiệu kim cương rồi. Và cái ở trung tâm á, thì các bạn cũng đoán được nó làm từ cái vật liệu gì rồi ha. Ở trung tâm mình sẽ làm đèn hiệu bằng netherite luôn. Và màu của nó thì chắc sẽ là màu đỏ đó. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có đủ netherite á. Và như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã xong được cái nơi để mình chứa những cái đèn hiệu rồi ha. Trong tương lai thì nó sẽ còn một cái đèn hiệu cuối cùng nữa. Mình sẽ cố gắng để đạt được ha. Nhưng mà có vẻ khá là khó. Nhưng không sao, dù sao đó là toàn bộ nỗ lực của mình để thi công xong cái lâu đài đèn hiệu rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp ha. Và mong rằng mình sớm có được cái đèn hiệu cuối cùng thôi. Mình háo hức quá à. Còn bây giờ thì bye bye.